Con xe này mình cũng sắp hoàn thành rồi, sắp thôi chứ chưa, còn chỉnh áp thay mấy cục xin chỗ cái bơm nữa thì xong rồi, đang đợi mai nữa mình sơn cái cụm phà lại cái nước ba cái nữa mình hoàn thành. Xe của anh Danh ảnh kéo bằng chân xong rồi, ảnh chắc lại quay chắc bữa nay nữa, rồi mai ảnh rời bến ảnh đi. Ảnh giờ thì còn cái dàn chân này với lại cái cabin chỗ chiếc xe đó của ảnh đó, thì dự tính của ảnh thì ảnh tính xuống xe rồi ảnh chở cabin dàn chân đi lượt về Thanh Hóa luôn, mà thấy nguy hiểm quá thì anh em đây mới suy nghĩ bằng lưng bộ ảnh, thì nói ảnh giờ bỏ ra vài trăm ngàn đó mình mướn xe mà xe thớt mình á chạy qua bên bãi bắn cát nè cho nó khỏe. Ảnh thì con ảnh nhỏ xíu mà mới có 2 tuổi à, bây giờ đi cái nguy hiểm nữa, xuống một cái là ảnh khẩm phà luôn á, ảnh đi cũng vất vả. Ảnh cũng suy nghĩ tới lui rồi ảnh quyết định thì chút nữa ảnh xuống xe rồi ảnh cẩu từ cái qua bên cầu ngã năm Hoàng Gia mình nè, có xe đó người ta rước đi. Chia sẻ ngoài thiếu mình còn sơn lại sơ sơ cái bắp đó nữa, với lại những cái chỗ mà bị để tày vậy nè mình sơn lại là đi tranh thủ về cái mình làm đất nhà xong cái mình kiếm đất để làm. Hôm rày làm vòng đây sửa xe cũng hết gạo ăn rồi, rô đài cho nó chạy 1 tiếng. Chiều nay anh Thắng anh chỉnh giùm mình rồi, mấy ngày rày thì kéo nặng cũng nhiều. Ga anti còn hơi lớn quá, làm như ga ẩm đèn bỏ hơi lâu nè, nó bị kẹt cái ga này rồi, ép lại nó không có sát được, ga hơi lớn rồi. Bữa móc cái cổ bô rồi thấy bớt khói. Mười hụt ta, làm cho mình dở lên về đây hụt cái 10. Nay rồi chưa bầu ơi? Bữa nay rồi bầu ơi. Công tác bơm mỡ nữa. Bồ mình kỹ quá, có những cái giày đảm bảo an toàn cho cái ống nè. An toàn không? An toàn, bộ nghiên cứu dữ bầu. Nay nôn dữ chưa bầu? Quá nôn. Dòng 4D31 này nó không có cái cổ nằm trên giống 4D34 ta khác ha. Ống nhôm này của tôi tới hai ống lận. Cái máy bò chắc bán thì mắc hơn tôi chút. Vậy. Nhiều hơn không? Nhiều hơn. Nhôm đó chứ kim không có ông ơi, mất tiền lắm. Không có, khúc nhôm đó nhưng mấy triệu khúc á. Kiếm ra luôn á. Mấy thằng em thôi nó thắc nó xài ống sắt không à. Ờ. Kiếm cái ống thứ này cho nó chơi cho đẹp mà không có. Không có ha. Ừ. Máy y vô ha. Ờ. Từ luôn. Không có biết đâu nha. Rồi, chuẩn bị anh Danh xong rồi đó. Giờ nổ máy bò vô. Nó không phải to ha. Giờ anh bò vô trong xưởng trọng để anh làm thêm cái nắp sàn nữa là anh hoàn thành xong rồi. Để đúng ống không nữa nè. Vô rồi. Đúng rồi. Thấy bò nhích bạc lộn ống hả bộ? Lộn rồi, ấy chăng, cọp nữa rồi bò ơi. Đâu bò coi, lộn sao? Nè. Này bò đẩy tới phải không? Đẩy tới thằng luôn rồi. Ăn gán đi. Đi trọng bắt ống lại à. Đây tháo ra. Ơi. Xích này dùng. Xích này dùng bò ơi. Đó đó. Bò mở cái đi bò ơi. Không có quay được luôn. Không quay được. Đó đó đứng mà không quay hết được. Từ từ giờ mình làm đi để mình tìm đổi được. Thank you.
chạy nhớ ít mà bộ. Chạy gió đã chạy nhiều lắm. Ừ. Đổi hai ống đó là xong cái gì? Lộn hai ống đó gì đâu. Thì nó giống nhau mà đâu biết ống nào đâu. Có lộn trong á. Qua nó không. Qua còn hai con dễ đen á. Nhưng nó mờ lắm á. Thay nguyên dàn chân với cọng xích. Bò ào ào luôn ha. Chạy ra hơi nhỏ quá. À ra ganty mà. Sumi ganty cái đó là bò khỏi chê rồi. Thứ hai cục ta lê đỡ luôn. Ganty bò cái đó. Nếu ông Thắng làm tôi xả gió hôm nay mười mấy lần hư luôn con này luôn à. Này mua là ít mà bộ 10.000 bạc cái gì. Ủa cái nắp này bù xả hơi không được sao hồi dặn này cực quá vậy. Giọt đây nè. Cực lắm thôi để tôi tháo này cho lẹ. Trời ơi dặn nó lục giác đút đây dặn cái xì đó ra rồi bộ. Ừ. Ừ. Nó cũng giống xe mình thôi. Mình là chuyên môn xả đút lục giác qua đây nè. Cái mình dặn ra cái nó ra hơi rồi. Chua mi thì cái dàn ống nó bự quá. Còn thay phốt 2 cây tia nâng nữa thì cũng xong rồi. Bộ nói gì? Thay tới thay lui rết chắc hết mặt ong luôn quá bộ. Hả? Trời ơi để tôi nó kêu tôi đổ nhớt vô nặng cho anh không nổi. Hả chửi đó. Không gì đâu. Trời ơi vậy hơi nhiều nên không nổi. Nhất mới quá bồ ơi. Hả? Nhất mới quá. Đó. Mới chát mà. Mới đổ vô mà. Không gì đâu, có thùng rồi, rồi. Cái này không sao mà đánh não ơi. Hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống. Hạ xuống, lắc lắc à. Anh dám lắc lắc lắc. Ờ, còn đi luôn. Còn lấy cái quặng. Rồi. Đơn quá. Cũng xin đó đây cũng có bán đó bồ ơi. Để mà cũng xin này đâu có sao. Có sao không? Thấy cứ ngắt rồi đó. Rồi. Chơi luôn hả? Chơi luôn. Hồi đó giờ cũng xin nó đâu có trả nhát đâu mà sợ. Ừ. Thì nào nó chuyện nhát thì mình mới sợ chứ. Ừ. Chấp nhất á. Thùng nhớt thì dám nó nặng hơn thùng dầu không mình không bầu. Nặng hơn. Cũng 30 lít mà nặng hơn á. Ừ. Còn mới không bầu còn xài được không? Được. Này mới chết. Còn cắn quá ha. Ừ. Lên không? Lên không chậm chưa? Không hả? Đang 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 rồi. Rồi. Đang ráng bầu ơi, mưa tới bầu ơi. Đó, mở bờ, ha mở bờ. Nhớt. Ra đây, mở bờ cái răng mới được anh ơi. Nhớt được rồi. Thôi, một cái dễ tháo. Nhớt đi, nhớt là viên tới đâu. Tàu bầu kỹ quá bầu ơi. Dễ tháo được, khó tháo lắm. Bầu vô bầu. Phủ bầu ơi. Cái đó răng nhuyễn không à. Phải dặn tỉ mỉ để nó cháy răng ạ. Mưa mưa rồi tính đi không bầu? Giảm mưa mới đi bầu ơi, để cô gió trời đánh chết.
tính mày để sơn cái mui lại nè, nào ngờ mưa dày dắt tạm thời để mai rồi. Lẹ ghê không á. Kêu bên đây trước đi, kêu đây trước đi. Mưa gió cũng làm hết á. Đây anh em được cái đồng lòng á, người anh tay cái phụ cho nó lẹ. Anh Danh anh ráp hai cái ti xong rồi anh rồi đó. Dưới dưới ra đây đó, bạn nào nhảy lên ngắm đi thôi đó, ra đây Đó. Mà cũng còn dày. Tại cái nấu cái cần nó dài quá. Tao lên còn hốt vô nó không à. Nấu cần dài rồi cái dàn chân này hơi vắng á, tôi mới đổi dàn chân dài á. Chứ không ai cũng đâu đổi. Trong đó còn vậy. Chuyện tháng mới chở cái về nè, mới vừa gấp vô xe luôn á. Ấy ông trước đó tôi đâu mua làm gì, nó rẻ hơn, nó đỡ hơn. Mới mua cái dàn chân F2 về chế vô cái F2 mới đau. Cái gì nè, ông làm thợ mà cái dàn chân này mà ông ấy sơ chút ngày nữa liền lại cái là ngon lành luôn á. Này. Tiên thì nó có 6 ly, còn 4 ly cũng được. Em thắng thôi. 11 triệu á, mắc rồi mình còn đủ á, mắc cái nóc luôn á. Ấy bị gì em phát có cái là nhiều khi tôi thí dụ hồi đó nó một cái kia á, cái này nó đỡ hơn chứ không phải là mình mua xe tôi cũng mới mua cái gấp vô chưa chạy luôn á. Cái gì chắc là không được thì tôi để lại chứ đâu có rẻ quá tôi đâu biết rồi. Đấy rồi. Thì anh em mình thử mua vừa bán thôi chứ không hay ép ai. Chứ không có gì. Bồ ơi, bồ. Hả? Tin vui, tin vui. Sao? Mua mồi đi bồ. Vậy? Đi mua mồi đi. 13 chai hả? Ê, 12 triệu rưỡi. Trời ơi. 12 triệu rưỡi hả? Ừ. À. Thì tiền mồi nó bớt bao nhiêu đây đó. Thì tiền mồi. Ai mồi? Không biết ai mồi nữa, hỏi rồi. Thì người ta chịu là 12 triệu rưỡi rồi đó. À. Ừ. Mà chắc tiền mồi là có thể bồ chứ. Ừ. Nó bộ ra hỏi kỹ rồi làm sao tôi không dám hỏi nữa. Bộ hỏi đi, hỏi sao đây. Tôi biết tôi tổ chức. Bây giờ hỏi làm sao, hỏi làm sao. Hỏi là 12 triệu rưỡi bộ phù bộ từ ngồi 100 hay sao. À vậy ha. Hỏi coi sao. Để chú nấu cho mọi người ơi. Gì? Mua chưa? Rồi. Nhiêu? 12 triệu rưỡi rồi, có 12 triệu mà bỏ ra 500 ngàn mua mồi nhậu. Ông đầu 13 triệu rồi, nó mua mồi kìa, mua 2 gà kìa. Biết nãy mới nói với nó rồi. Vậy anh Danh anh bán cái dàn chân đó được rồi. Thì chắc bữa nay xuống xe cũng không kịp luôn rồi. Chuẩn bị mua mồi về cái tiếp cái anh mua cái dàn chân đó. Anh em đang tìm cái chứng bệnh của xe của em nơi. Cái này bắt lại đây. Bắt gãy không? Gì? Gã không à. Gã đâu. Gã vọng khác rồi rút nút bít vô. Bò nằm dưới rồi. Vừa nắng vừa vô chỗ đâu lên. Nó không lên hả? À? Giờ mình chế lại hả? À? Ông nào khéo ông không chế được chứ. vừa nắng vừa vô chỗ nó không lên. Lên cái đầu nó phạm lỗ đó á, rớt cái nó lủng lỗ. Còn mình quen cái mình nhả nên cái nó nhả. Nó làm sợ bơm con không? Ai vậy móc đầu đất anti bỏ vậy nó lên thật thật mà nó. Nãy tôi thử cái anti rồi còn gì nữa. Ờ, ai vậy? Đi qua làm con. Giờ bơm con mạnh. Bơm con mạnh ngon lắm. À. Anh đổi ống qua.
để ảnh giết thử một phớt hay sao để tìm bệnh từ từ. Cái đó những cái lam lam đó là em nơi bắn cát đó, bắn cát xong hết bữa nữa em nơi sơn lại hết nguyên con luôn. Những cái đực băng này bắn cát hết rồi nè. Cái ti gạo bắn cát luôn. Anh lấy cái đồng hồ anh đo, đo thử rồi áp làm sao. Nó thì cũng giống như Trang, như là mình vô mà bác sĩ mình đo huyết áp, đo điện tim, tìm từng từ cái nguyên nhân của nó. Xong hả bộ? Bữa nay mình bữa nay là mình chơi lớn luôn hả bộ? Ngày nào cũng chơi lớn hết trơn. Rồi chế cây gạt đất, quay miếng rồi ha, quay miếng rồi, đâu có dướng ha, không dướng, quay luôn đi, gạt luôn đi, nó mòn quá hả? Được, phang 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 phang, từ 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 bộ ơi, để tao coi cái bộ, nãy tôi canh đó bộ, bộ chế nhân bánh lái bộ, dướng mà, ô, vừa luôn, mấy luôn. Thôi rồi, cái đó bộ, cái đó bộ. Dây dây lên cái đó coi. Rồi. Thôi thôi, sắc mấy luôn. Rồi, vậy cuối cùng là anh Danh ảnh hoàn thành xong hết luôn rồi đó. Nhưng mà nó hoàn thành xong hết thì cũng 5 giờ rưỡi chiều luôn rồi. Giờ tối hù rồi, chuẩn bị mua gà rồi tiếp đãi anh mua nhận chân nữa. Hả? Ừ cũng được, với bầu ra mà làm đợi luôn ha. Rồi. Rồi được rồi, tôi còn bò vô nữa. Rồi bò vô đây. Rồi.